Khi mình bắt đầu mình dùng cái que nếp này á, lúc trước là mình bị rối loạn nặng lắm, cứ hễ thỉnh thoảng là choáng váng, đầu đầu là nằm im chỗ luôn, nó không dám ngồi dậy. Nhưng mà qua thời gian mình sử dụng chỉ cần không trong vòng đó là một tháng là mình không quên, mình quên, mình không nghĩ là mình có bệnh nữa luôn. Tự nhiên là không bao giờ thấy cái bệnh mà choáng váng nó trở lại, hay là nó đau đầu nhức mỏi rồi là nó tự nhiên nó hết, lúc nào mình cũng không biết luôn. Mình cũng không nghĩ rằng là trong thời gian mình dùng đó mà mình không nghĩ là mình hết lúc nào không hay luôn. Tới chừng thời gian dài nữa, chứ sau khi này mình không còn thấy cái bệnh mà chóng váng, nhức đầu, chóng mặt là hay đau nhức trong người nó, chứ nó hoảng luôn á. Được, đây mình muốn nói là chia sẻ luôn là coi như ba mình là đây là ông 80 tuổi. Trước đây là ông đau là thứ nhất là bị bệnh phổi nè, bệnh yếu tim nè, rồi rối loạn tiền đình nè, rồi cao huyết áp nữa. Nhưng mà sau một cơn đó là ông đau nặng lắm, thứ gần như là tưởng chết rồi. Nhưng mà khi ông vừa hơi giảm bệnh cái, làm khi mình biết được cái dòng quen nếp này, mình mới là mình mua về cho ông sử dụng. Khi ông sử dụng một hộp thứ nhất là ông tăng sức khỏe rất là nhanh, tại vì già rồi mà cái bệnh nặng đó là ăn một bữa cần chén cơm mà làm sao mà nó qua cho được. Nhưng mà khi ông dùng một hộp xong rồi đó là ông khỏe nhanh lắm, là ông nói hình như là người ông chưa từng nghĩ là ông đã đau đó. Rồi cái là ông uống là cái hộp thứ hai là coi như là nó tăng cường sức khỏe của ông là càng nhanh hơn nữa đó. Xong rồi hộp thứ hai là coi như là ông khỏe luôn, ông đi tắm biển rồi luôn. Ông chưa từng nghĩ là ông từng đã đau, bây giờ là ông cứ ngày là coi như là 3 ly đó. Cứ ăn đều đều, cứ sau bữa ăn là ông uống vô 1 ly. Từ đó tới nay, từ ngày ông uống tới bây giờ là ông chưa từng uống 1 ly sữa nào khác hết. Thứ hai, chưa uống 1 viên thuốc trợ tim, không uống huyết áp, cũng không uống rối loạn tiền đình luôn. Coi như từ ngày mà ông dùng cái quy nếp này tới bây giờ là ông không còn dùng bất cứ một loại thuốc nào, mà không dùng bất cứ một loại sữa nào hết. Bữa nay ông rất khỏe, rất minh mẫn luôn. Dạ thưa chị có thể cho mọi người biết là ông đang dùng cái hương vị gì của cái que nếp sắt không ạ? Cái hương vị này thì ông lại thích dùng cái hương vị sô-cô-la đây. Ông rất thích cái mùi này. Và cứ coi như bữa nay là coi như dùng như là ông ghiền mà. Ông rất ghiền cái mùi này nữa luôn. Ông cứ sau khi ăn cơm á, một chặp vậy là ông uống vô 1 ly. Ông uống 1 ly rồi là coi như là ông ấy, coi như là trong người thấy khỏe rõ ràng. Nó không đói nhưng mà nó rất là khỏe. Rồi tới chiều tới bữa ông ăn cơm xong rồi một chặp nữa là uống tiếp 1 ly nữa. Từ đó tới bây giờ cứ đều đều uống như vậy mà mừng một cái là một ngày ông uống mấy ly chị? Lúc đầu hồi mới cho uống thì mình cho uống chỉ có 2 ly thôi. Sau này ông thích thì ông lại uống tới 3 ly luôn. Cứ ngày ông uống 3 ly. Chứ còn không mua sữa này, không mua sữa ngoài. Mà cũng không có mua một viên thuốc nào cho ông nữa. Từ đó tới giờ ông không còn uống bất cứ một viên thuốc nào nữa hết. Không, nếu như mà người ta không hiểu thì họ cho một cái hộp như vậy là cao. Nhưng mà với mình uống khi nó có hiệu quả rồi mình thấy không cao. Mà mình thấy nó lại là rẻ. Tại vì sao? Bình thường á, nếu như mà ba mình đau một tháng như vậy là 2 hộp sữa nó đã là mất 1 triệu rồi. Rồi là thuốc bổ tim, rồi huyết áp, các loại thuốc bổ nó tính ra rất là nhiều, nhưng sức khỏe của ông không bằng. Nhưng mà bây giờ ông uống một tháng chỉ có 3 hộp như thế này mà ông rất là khỏe, thì theo cho mình tính là nó có hiệu quả thì không thể gọi là cao. Nói chung là khi mình đau rồi mình mới thấy sức khỏe mình là quý. Khi mình đau rồi mình đầu tư rất là nhiều nhưng chưa chắc nó đã hiệu quả, tại vì bệnh mình lúc này đã nặng rồi. Còn chi bằng bây giờ mình phải đầu tư ngay từ bây giờ, không phải là giống như là đầu tư vào ngân hàng sức khỏe cho mình á. Cứ 1 ngày 1 ly 2 ly 3 ly nó cũng không đạt bao nhiêu, nhưng mà nó sẽ giữ được sức khỏe mình luôn luôn là khỏe tốt. Nó tốt về mọi mặt luôn, chứ không phải là như sức khỏe nói về da dế này nó cũng tốt này. Thành cho nên là mình nói khuyên tất cả mọi người nên đầu tư để mà uống, để mà giữ gìn sức khỏe cho mình.